Lịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 23 tháng 6 và sáng ngày 24 tháng 6, lịch thi đấu Euro 2024 Thụy Sĩ vs Đức, Copa America Mỹ vs Bolivia. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 23 tháng 6 và sáng ngày 24 tháng 6, lịch thi đấu Euro 2024 vòng bảng Thụy Sĩ vs Đức, Scotland vs Hungary, Copa America Mỹ vs Bolivia, hạng nhất Việt Nam vòng 21, vô địch quốc gia Brazil vòng 11. Báo Thế Giới và Việt Nam trân trọng gửi tới độc giả lịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 23 tháng 6 và rạng sáng ngày 24 tháng 6 được cập nhật mới nhất, chính xác nhất từ các giải đấu. Lịch thi đấu Euro 2024 vòng bảng. 2 giờ ngày 24 tháng 6, bảng A Scotland vs Hungary TV360+2, VTV2, HTVTT. 2 giờ ngày 24 tháng 6, bảng A Thụy Sĩ vs Đức, TV360+1, VTV3, HTVTT, HTV7. Lịch thi đấu Copa America. 5 giờ ngày 24 tháng 6, bảng C Mỹ vs Bolivia. 8 giờ ngày 24 tháng 6, bảng C Uruguay vs Panama. Lịch thi đấu vô địch quốc gia Brazil vòng 11. 02:00 ngày 24 tháng 6, Fluminense vs Flamengo. 2 giờ ngày 24 tháng 6, Bahia vs Cruzeiro. 2 giờ ngày 24 tháng 6, Atlético Paranaense vs Corinthians. 4 giờ 30 phút ngày 24 tháng 6, Atlético Mẫu Giáo vs Fortaleza. 4 giờ 30 phút ngày 24 tháng 6, Bragantino vs Victoria. 4 giờ 30 phút ngày 24 tháng 6, Palmeiras vs Juventus. Lịch thi đấu hạng nhất Việt Nam vòng 21. 16:00 ngày 23 tháng 6, Hòa Bình vs Đồng Tháp. 16 giờ ngày 23 tháng 6, Phú Động vs Bình Phước. 16 giờ ngày 23 tháng 6, Phú Thọ vs Huế. 16 giờ ngày 23 tháng 6, Đà Nẵng vs PVFCND. 16 giờ ngày 23 tháng 6, Đồng Nai vs Vũng Tàu, lịch thi đấu K-League 1 vòng 18. 16:00 ngày 23 tháng 6, Jeju United vs Ulsan Hyundai. 16 giờ ngày 23 tháng 6, Incheon United vs Pohang Steelers, lịch thi đấu G-League 1 vòng 19. 12:00 ngày 23 tháng 6, Consadole Sapporo vs Yokohama F Marinos, lịch thi đấu vô địch quốc gia Ai Cập vòng 27. 20:00 ngày 23 tháng 6, Future SC vs Ismaili sáng chế. 23 giờ ngày 23 tháng 6, Almaty vs Ceramica Cleopatra. 23 giờ ngày 23 tháng 6, Pyramids FC vs Al Mukallam Al Arab, lịch thi đấu Malaysia Super League vòng 4. 16:30 ngày 23 tháng 6, Selangor vs Perez. 20 giờ ngày 23 tháng 6, Kelantan Darunai vs Pederomer, lịch thi đấu Singapore Premier League vòng 5. 17:00 ngày 23 tháng 6, Lyon City Sailors FC vs Andiris Niigata FC, lịch thi đấu vô địch quốc gia Belarus vòng 13. 20:00 ngày 23 tháng 6, Dinamo Mogilev vs FK Vitesse. 22 giờ ngày 23 tháng 6, Torpedo Jodino vs Islok. 0 giờ ngày 24 tháng 6, Dynamo Minsk vs Neymar Grono, lịch thi đấu cấp quốc gia Trung Quốc vòng 4. 18:30 ngày 23 tháng 6, Nanjing City vs Kanju Mighty Lion, lịch thi đấu vô địch quốc gia Đài Loan Trung Quốc vòng 9. 14:30 ngày 23 tháng 6, AC Taipei vs Taichung Futuro. 14:30 phút ngày 23 tháng 6, Tainan City vs Taipei Vikings. 14:30 phút ngày 23 tháng 6, Taipower vs Taipei City Tatung. 17:30 phút ngày 23 tháng 6, Hàng Yuan vs Minchuan University, lịch thi đấu vô địch quốc gia Kazakhstan vòng 12. 20:00 ngày 23 tháng 6, Genis vs Odabesi Simintungi. 20 giờ ngày 23 tháng 6, Atirau vs Tobol Kostanei. 22 giờ ngày 23 tháng 6, FC Turan vs FC Jelimei. 22 giờ ngày 23 tháng 6, Atobi vs Sector Karagandhi, lịch thi đấu vô địch quốc gia quần đảo Faro vòng 14. 21:00 ngày 23 tháng 6, Fuglap Joder vs B36 Tosin. 21 giờ ngày 23 tháng 6, NSI Runavik vs EB Streamer. 21 giờ ngày 23 tháng 6, Vikinger vs B68 Topter. 23 giờ ngày 23 tháng 6, Học bổng Tosin vs Gladwick, lịch thi đấu Premier Division Uruguay. 1 giờ ngày 24 tháng 6, Group B Cerro Lago vs Nasner. 3 giờ 30 phút ngày 24 tháng 6, Group A Montevideo Wanderers vs River Plate, lịch thi đấu giao hữu. Dự kiến, 8 giờ 30 phút ngày 24 tháng 6, FC US vs CF America, lịch thi đấu vô địch quốc gia Canada vòng 1. 03:00 ngày 24 tháng 6, Forger FC vs Valor FC. 6 giờ ngày 24 tháng 6,
Vancouver SC vs HFX Wanderers SC, lịch thi đấu vô địch quốc gia Iceland vòng 11, 00h00 ngày 24 tháng 6, Kaakuri vs From Reykjavik, 2h15 phút ngày 24 tháng 6, Breiðablik vs Eyjafjörður, 2h15 phút ngày 24 tháng 6, FH Hafnarfjörður vs Fylkir, lịch thi đấu V-League 2 vòng 21, 12h00 ngày 23 tháng 6, Blåvitt Akita vs Simeu Espoons, 17 giờ ngày 23 tháng 6, Tokushima Vortis vs Mito Hollyhock, lịch thi đấu K-League 2 vòng 18, 17h00 ngày 23 tháng 6, Kimpo SC vs Busan Impact, 17 giờ ngày 23 tháng 6, Ansan Greeners vs Jeonim City, 17 giờ ngày 23 tháng 6, Busan FC 1995 vs Jeonju SC, lịch thi đấu hạng 2 Argentina vòng 20, 01h00 ngày 24 tháng 6, Coman Alvarado vs San Martin San Juan, 1 giờ ngày 24 tháng 6, Deportivo Maipú vs Chacarita Junior, 1 giờ ngày 24 tháng 6, Racing de Córdoba vs Guillermo Brown, 1 giờ ngày 24 tháng 6, San Telmo vs Club Atlético Madrid, 1 giờ 10 phút ngày 24 tháng 6, Coman Defensor Unidos vs Club Atlético Calón, 2 giờ ngày 24 tháng 6, Coman Gimnasia de Juju vs San Martín de Tucumán, 2 giờ ngày 24 tháng 6, Patrona Toye Parana vs Agropurio, 2 giờ ngày 24 tháng 6, Coman Chaco Forever vs Gimnasia Itiro, 2 giờ ngày 24 tháng 6, Atletico Game vs Arsenal Sarandi, 3 giờ 10 phút ngày 24 tháng 6, Ferrocarril Oeste vs Club Atletico Estudiantes, 6 giờ ngày 24 tháng 6, Atletico Rafala vs Andosivi, lịch thi đấu hạng 2 Brazil vòng 12, 02h00 ngày 24 tháng 6, Trapico NZF vs Paysandu, 4 giờ 30 phút ngày 24 tháng 6, Villanova vs Goiás, lịch thi đấu hạng 2 Canada vòng 1, 01h00 ngày 24 tháng 6, Cerro Cup vs Unity, 3 giờ ngày 24 tháng 6, BGH City FC vs Serbian Wire, 5 giờ ngày 24 tháng 6, Future Star vs Toronto Falcons.